I'll tell you if I can go get you later if I can get done with this, and then I can have my undivided attention, but right now I'm kind of, you know. No. Enjoy the other day, but not all day. Can I call you back later so I can get done with this? Because I'm not trying to be in this speaker during your keep all my business right now. You won't let me call you out. Oh, there you go. Okay, don't move. Okay. I have to focus. Okay. Oh, you all know mine. I know. Some diamond, I some diamond. Hai mọi nhà, mọi người khỏe không? Hôm nay là cái ngày khách cuối cùng của Alex. Hôm nay là anh chết. Này xong rồi Alex sẽ làm bằng cái mát nha. Alex sẽ không làm bằng xay này. Có thể Alex sẽ làm mát. Các bạn bỏ đá lên xong rồi Alex sẽ dùng cái chai mát thấp cốt của Alex đấy. Alex sẽ bỏ lên cái chai này ha. Cái chai này cực kỳ mát luôn. Bỏ lên cái là ra mát rõ rệt luôn. Đây là những cái lai của Alex dễ, nó cực kỳ mỏng. Bỏ lên. Mình nhớ nha. Đây đây. Xuống bên này. Kìa. Nó sẽ chấm đá lên. Ryan, Ryan hình như mỗi lần Alex like này nha. Máy Ryan nó báo hả? Hả, còn đây không? Là đẹp ha, đẹp cái bình đấy. Ồ, hai chị thích thế. Hai nha mọi người ha. Để Alex sẽ bắn đá lại thôi, tại cái nail này Alex làm không có màu mè lắm, nghĩa là cái màu đã màu mè rồi mà lại chỉ phối sao nhìn cho nó sang, với thứ hai nữa nó nhìn nó hoài hòa thôi, là không có đi nhấn mạnh quá.
Và nếu các bạn bỏ cái top coat lên rồi các bạn nhớ phải chạy vòng vòng nha. Đây là cái mask top coat. À, cái mask này các bạn bỏ lên nó rất là smooth, nó rất là mousse. À. Mình sẽ bỏ nó ra đây. Ba bộ nail các bạn thấy ra rất là đẹp không? Alex thích nhất là cái mask này lắm. Cái mask này nếu mà các bạn càng đụng vào thì nó càng rất là mượt ha, nó càng rất là mượt ha. Thì đây là cái om thôi, Alex đã vẽ xong mà Alex đã vẽ những cái light work xong. Ha. Còn đây là cái đá này nó rất là đẹp này. Vayan cũng thích cái màu của Vayan, cái màu kim tuyến, cái màu kim tuyến mà Alex đang làm nó rất là dễ phối màu. À, cho dù mình bỏ tất cả những cái bộ nail nào hết, nó cũng làm cho bộ nail nó sang lên, ha. Rất là hài hòa. Và là rất là thích ha. Và bây giờ là sẽ quay cái trực tiếp cho mọi người xem thử cái bộ nail nó là như thế nào. Rồi trong cái quá trình này á là sẽ rải một xi đá lên đây để làm cho nó đẹp hơn ha. Nhưng mà cái này là sẽ rải bằng đá 3D nha. Đá 3D có nghĩa là Alex chỉ rải từ đây này xuống thôi, Alex không có rải nhiều. Đây là cách mà Alex làm cho cái design mình nó nổi lên. Thì bên cạnh đó thì Alex sẽ bỏ một xí này lên này. Alex sẽ không bỏ nhiều quá. Bỏ nhiều quá thì nó rất là nhiều ha. À. Mọi người thấy không? Alex sẽ chấm từ từ lên đây thôi. À, có thể Alex không thấy được cái message của mọi người nha. Mà chị Chicken có thể giúp Alex answer mấy question được không chị? Đang kịp nhiều rất nhiều nha. Alex sẽ bỏ đá xuống bên đây. Tại vì 3D các bạn sẽ apply trong cái oven này thôi ha. Nhớ đừng để bỏ nhiều qua chỗ khác nha. Rồi xong bây giờ Alex sẽ bỏ theo này. Đây là cái này Alex rất là thích này. Cái này là một design nhìn nó rất là đơn giản nhưng nhìn nó rất là sang. Các bạn thấy bộ nail này không? Một bộ nail này các bạn biết là cái màu này nó rất là loè loẹt, nhưng mà Alex sẽ cố gắng làm sao để mình phối cho bộ nail nhìn nó hoài hòa hơn và nó bắt mắt hơn. Đó này mình sẽ bỏ cái này lên. Tôi sẽ dùng xí ra. À, trong cái bộ nail này Alex sẽ bỏ một xí đá này vô, đá khác, bỏ vô. Cái này hộp bự quá, hộp bự nhiều quá, thôi Alex sẽ làm một cái thôi. Mình sẽ đẩy ra, nó sẽ đẹp này. Mình sẽ... Nhớ nha, Alex sẽ đẩy cái thông phạm vi này. Các bạn đến đá sao nhớ là cái hộp bự đừng bao giờ cho nó nằm trên này hết á. Nó nhỏ nhỏ xuống thôi. Nếu các bạn đến hộp bự trên có nhìn thì nó không đẹp cho lắm ha. Bỏ như vậy nha vậy ha. Ít thôi. Như vậy này. Rồi bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người cách đổ nha. Các bạn nhớ khi đổ cái này á, nhớ ra là một điều á, đổ kim tuyến hay đổ cái gì như vậy, nhớ đừng bao giờ đổ từ dưới đi lên. Các bạn đổ từ dưới đi lên nó sẽ bị đùng, tại thấp cốt đang chảy xuống. Thì khi các bạn đổ đây thì nó lôi nguyên thấp cốt xuống. Lưu ý rằng là đổ trên xuống. Khi thấp cốt trên xuống thì thấp cốt nó chạy dưới nó có rồi. Vậy lưu ý cái điều đó cho Alex nha. Nếu các bạn đổ từ dưới lên nó sẽ bị đùng á. Alex sẽ bỏ vô cái nắp này. Này. Này, Alex sẽ đẩy nhẹ thế này. Omri đá, omri. Mình đổ cái nào mà mình cảm thấy mà nó ok rồi mới mình dừng lại. Xuống kỹ ra. Thấy không? Xuống lấy tay mình tháp vô. Bắt buộc phải lấy tay tháp vô nha. Phải giữ cái xếp lại even này. Nó không được bự quá bên giống bên này. Bắt vô. Đó.
Thì nó đẹp nó sang nha. Đó, đó. Một ngón như vậy thì anh được tưởng ăn được ăn tới 20 đồng một ngón. Đó. Bỏ vô đèn. Đặt cái máy của mình. Đó, bây giờ anh lại sẽ làm lại một lần, anh còn thấy không? Này. Từ cái nail, từ cái shape và từ viên tuyến này ra ha. Anh sẽ làm lại thêm một lần nha. Này, lưu ý này, nhớ khi bỏ ra lệch á là lấy như thế nào, phải lấy nhiều hơn một xí. Đó, vút lên. Này, đây trong cái phạm vi này này. Các bạn không cần phải làm cho nó mượt quá, cho nó sành chùi cũng sao hết. Nhưng mà cái gel wallet nó có cái hay, chỉ còn bỏ cái gel vô, tự động cái gel nó sẽ lòa ra, nó sẽ điều hết ha. Nhìn ra được làm cho nó một lần nữa nha. Này, nó sẽ bỏ vô này ha. Nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy cái shape wallet làm không? Nó rất là chuẩn. Cái nào là cái đó. Nó không có đi quá, không màu. Bỏ lên. Thì các bạn đồ casino rồi ấy. Các bạn bỏ đá thôi, các bạn lấy cũng được hết. Bỏ đá đâu cũng lấy được. Đó. Bỏ vô. Một nhỏ thôi. Nhớ nha. Đó, vậy thôi. Mình bỏ thêm một nhỏ vô. Để dễ thương. Đó, thấy không? Rồi bây giờ lấy vô nha. Lấy vô. Bỏ cái hộp vô nha. Nha, nhìn nó đẹp lấy nha. Nhớ là bỏ cái tay này nó búng từ xuống này. Mình đi từ từ thôi. Đi mạnh quá thì nó sẽ bay lên luôn hết. Đẩy xuống, tại vì nó là lệch là bằng ombre. Đừng đi xuống quá nha, đi xuống quá nó xuống dưới. Đó, trời ơi, đẹp quá. Đó, nha. Rồi, xong. Uống xuống cái này. Uống xuống cái. Nha, xong các bạn đẩy vô. Linh phải sạch sẽ. Always, lấy cái tay này, đè nhẹ xuống ha. Đè nhẹ để cho cái đá nó vô trong cái treo của mình á, nó không có mắc tắc của người khách. Và nhìn nó rất là lát, rất là long thẳng. Thì cái thò trở lại nó vẫn còn nằm như thế này. Đó, trời ơi. Ha, bỏ vô đèn. You like it. Xong mình đổ vô đây nha. Nó một hộp vậy, hình như là cái hộp này có mấy gam để lại coi coi. Cái hộp này hình như có gam hay sao á. Hộp này rất là đẹp. Nhớ cái tên này nha. Các bạn có thể mua trên online, trên mạng có lắm. Rồi. Đóng nắp lại. Đây. Bây giờ anh sẽ bỏ một xí dầu cho ha. Một xí dầu vô. Và anh sẽ chụp phim. Ok, cái điều mà Alex muốn ngắm gửi tới mọi người á là khi mà xong rồi á, bạn lưu ý cho Alex một điều á, là gì biết không? Có nghĩa là các bạn phải bỏ cái đá xong đúng không? Các bạn phải để cho Alex đúng 2 phút trở lên nha. Các bạn để 1 phút là không được nha. Phải 2 phút trở lên cho nó cực kỳ khô thì nó mới đẹp được ha. Lưu ý điều đó cho Alex nha. 2 phút trở lên. Đó, xong mình bỏ trong cái oil trong da xí thôi. Để nhìn cho nó, chụp hình cho nó đẹp. Và thứ hai cái da khô nó không có lòi lên. Đó. Nghệ thuật là như vậy, nghệ thuật có nghĩa là mình focus những cái design của mình á, mình làm sao để từ khi mình phối màu, từ khi mình tạo shape cho đến khi mình chụp hình, nó là một cái đường rất là dài để mình hoàn thành một cái bộ nail. À, nếu mà các bạn có trong những yếu tố đó thì các bạn sẽ làm được ha. Bấm xí dầu vô đây. Nó nhiều quá. Rồi xuống. Chia sẻ mọi người cách chụp hình này. Need the light.
là chị sẽ mang cái phần nha. Nên là để cho em thêm clear vào nhé, có thể là bột chiếu lên clear. Ok, Justin đi chứ. Ok, anh còn thấy hả? Xong rồi đó. Cũng là một cái màu nhưng mà lại không có làm cho nó nổi quá. Đây là cái Lightwork Alex giả, Alex bỏ mask lên. Còn đây là một cái này thì các bạn sẽ xài cái leader, kim tuyến leader với cái hộp này này. Các bạn mua cái hộp này ở trên online nha. Cái hộp này này có mấy đồng bạc à, rất là rẻ. Đây là cái rất là bóng ha. Ok rồi, Alex chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Để có gì hẹn gặp mọi người lúc sau ha. Má, cái mát nó xong rồi nè. Thật đấy không? Like rất là đều. Even. Ok. Alex bye bye mọi người nha. Bye you guys. Cho mong chỉ cần put the hand right here. This hand right here. Apple, thích lắm. Mỹ Đen mà nó thích mấy cái màu này lắm. Giống như mình đã thấy hơi nhiều rồi đó. Mà họ lại thích những cái này đó. Thì nó tới nó muốn là Lịch làm nhiều lên. Nhưng mà Lịch nghĩ nó vừa thôi. Nhiều quá thì nó hơi bị chói. Ok, bye nha. So, hôm nay Alex sẽ show cho mọi người làm cái 6 cái màu mà 6 cái màu nút nha. À, 6 cái màu nút và rất là tươi. À, 6 cái màu nút này rất là tươi và nó rất là smooth. À, tại vì các bạn biết bây giờ trên thị trường bột nút thì nó rất là vô dạng, có nghĩa là nó quá nhiều. À, nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn chưa có hài lòng về những cái màu nút của mình thích. À, giống như ý thích thì hôm nay công ty Just Nail làm ra 6 cái màu nút này mà nó rất là tươi. Rất là tươi và đúng giống như những người khách mà Alex đã tham khảo, cũng giống như họ đã gửi mẫu qua và Alex tham khảo rất là nhiều. Nên hôm nay Alex sẽ show cho mọi người xem 6 cái màu nút, 6 cái màu nút khác nhau. Cái thứ nhất là cái màu Diamond Pink. Diamond Pink là gì? Diamond Pink có nghĩa là cái màu nó rất là lạc và nó có một xí kim tuyến trong đó. Một xí kim tuyến nhưng mà nó nhỏ lắm, nhìn nó giống như diamond vậy đó. Nó rất là natural. Cái màu thứ hai là cái màu nude pink. Cái màu nude pink rất là nhiều người xài. Giữa rất là nhiều người nhầm lẫn giữa cái màu nude pink với cái màu pink ombre. Cái pink ombre là gì? Cái pink ombre các bạn có thể dùng làm cho pink and white. Nhưng mà cái nude pink các bạn có thể làm cho pink and white được. Có thể làm được nhưng mà nó không có tự nhiên. Tại vì nó giống như màu nude. Màu nude đại khái giống như là cái màu, nó giống như là màu cà phê sữa gì đại khái vậy đó, nó màu trắng là. Đó thì bây giờ Alex sẽ cho các bạn coi cái bảng màu của Alex khi Alex làm ra những cái màu nút này nè. Các bạn sẽ thấy được cái độ mà chính xác của tất cả những cái màu ha. Đó, đây là những cái màu mà Alex đã làm trên bảng số, các bạn thấy không? Đó. Nếu mà các bạn đứng ở ngoài các bạn sẽ thấy được cái độ chuẩn của cái màu như thế nào. Đó, thì đây là những cái 6 cái màu mà Alex đã test lại và Alex làm sao để cho nó chính xác. À, và theo ý có nghĩa là Alex đã gửi tất cả những cái mẫu này cho những người khách họ yêu cầu. Họ yêu cầu cũng giống như đó. Thì đây là cái màu dark pink. Dark pink. Còn cái màu này là cái màu pink ombre. Cái pink ombre này thì các bạn có thể làm được với cái màu gì, có thể các bạn có thể làm với cái pink and white, hay là các bạn làm cái ombre nó rất là đẹp và kéo rất là tự nhiên, thậm chí cho những người bạn mới vô nghề kéo cũng được nữa. Còn cái này gọi là cái diamond pink. Các bạn thấy không? Nó rất là lạc và các bạn thấy không? Nó có những cái kim tuyến nhỏ nhỏ như thế này nè. Xí rất là nhỏ giống như diamond vậy đó. Nó rất là tự nhiên và nó rất là natural. Nó tự tự như baby pink vậy. Còn cái này là nude pink này. Đó. Nhiều người làm màu này với màu này. Các bạn thấy đây, hai cái màu này khác nhau hoàn toàn nha. Có thể các bạn thấy trong ánh đèn thôi. Đó. Thì cái màu này là cái màu nude pink. Cái màu này cũng làm cho ombre, đa số làm cho ombre, hoặc nhiều người khách người ta làm natural nude, người ta làm một màu only thôi. Còn cái này là light pink. Light pink thì các bạn thấy không, nó giống như thằng này nhưng mà nó light một xí thôi.
À, nhưng mà rất là nhiều người thích, có nhìn gần màu này thường thường những người mà giống như người Mỹ trắng á, họ rất là thích. À, còn cái màu này là màu nude. Đó, khi các nhắc tới màu nude là còn nhớ là phải như thế này. Nó không có được lẫn lộn giữa cái thằng nude với cái thằng nude pink hay là thằng dark pink hoặc light pink hoặc diamond pink. Nó khác nhau hoàn toàn. Đó, tại vì những cái màu này Alex mix ra là Alex lấy ý kiến từ những người khách hàng. Có nghĩa là ý kiến khách hàng và thứ hai là người khách làm business. Có nghĩa là những người khách họ tới họ làm nail. Đó, nên bây giờ Alex sẽ duyệt cho mọi người xem thử cái 6 collection nude của Alex mới ra ha. À, chị cho em mượn mấy cái hộp bột nữa mà. Đó, bây giờ Alex sẽ show các bạn coi thử. Đó. Đó. Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Rồi bây giờ Alex sẽ đắp cho mọi người xem thử này. Thấy không? Nó rất là đẹp. Đó, đây là cái 6 màu mà Alex vừa mới làm lại cái session của màu nút của Alex. Và cái 6 này Alex sẽ tung ra. Alex sẽ tung lên cái show Las Vegas đây. Đó, đây là cái nhân dịp mà Alex muốn giới thiệu mọi người. Đó. Thì các bạn thấy không? Những cái cây này nó khác nhau hoàn toàn. Alex đã mark con số ở dưới này. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ vô cái vấn đề chính ha. Alex sẽ biểu diễn các bạn coi thử cách tóc của từng nhân màu nút như thế nào ha. Đó. Và cái tóc khúc này rất là bóng ha. Rồi. Bây giờ mọi người chuẩn bị chưa? Đó, Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kéo ombre. Đó, nhiều bạn kéo ombre, các bạn thấy không? Đây là Alex kéo ombre của màu lạt này. Cái màu này là màu light pink, các bạn thấy không? Từ cái cách mà Alex kéo cái ombre này, thấy nó rất là tự nhiên không? Nó rất là tự nhiên. Mình không cần phải vũ nhiều hay làm gì nhiều đó, hay là biểu diễn cho nhiều đó. Thì hôm nay Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách kéo ombre và cách apply một cục bột như thế nào. Đó. Thì Alex đã làm cái mẫu sẵn ở đây này. Đó, để Alex làm cho mọi người. Đó, tại vì model á, thường thường á, thì khuya quá thì họ không có ngồi lại đợi nữa. Nhưng mà Alex sẽ hẹn với mọi người á, là chủ nhật này có thể là 10 giờ sáng Alex sẽ like một bộ nail. Và 1 giờ trưa Alex sẽ like một bộ nail. Và ngày mai đúng 4 giờ chị Justin sẽ like 6 giờ chị Justin like, chị Justin Lâm sẽ like những cái bộ nail design ha. Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Bây giờ Alex sẽ lắp cho mọi người xem thử nha. Để test những cái màu có chính xác hay không ha. À, rồi bây giờ hai Trang, hai Boy, hai Ly Trương ha. Rồi mọi người vui lòng bấm nút share video cho Alex nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Đó. À, đây là Alex đắp cái màu pink ombre. Đấy. À, các bạn thấy không? Cái bột của Alex á là nó rất là mịn. Các bạn thấy không? Nó mịn là như thế nào? Cái bột mịn có nghĩa là các bạn cái bột này các bạn vừa đắp vừa dip được này, các bạn thấy cái bột nó chảy không? Còn nếu mà cái bột á mà nó không có mịn á thì các bạn dip nó hơi khó. Đó, đây cái bột Alex các bạn dip rất là dễ. Và cái thứ hai nữa, nếu các bạn lấy bột Alex các bạn mix với những cái màu khác á, nó có rất là hay, các bạn không bị hư cái màu. Đó, nhưng mà có nhiều cái bột các bạn mix sẽ bị hư, có nghĩa là nó bị đơ đi. Đó. Nên nó rất là hay ở chỗ đó. Thì Alex sẽ biểu diễn trong 6 màu này ha. À, thì mỗi hộp bột Alex đã siêu lại rồi. À, các bạn thấy không? Từng tông màu khác nhau. À, mình Bonita Alison. Oh, thank you. À, đây là cái màu nút này. Các bạn thấy không? À, thì mỗi cái màu khác khác nhau ha. Tiếp tục. Cái này là Diamond Pink ha. Các bạn thấy không? Cái Diamond Pink nó có một cái shimmer này. Nó ông anh trong đó. Nó rất là đẹp và rất là tự nhiên ha. Đó. Còn cái thằng này là Nude Pink. À, Nude Pink. Những bạn nào mà chưa có hài lòng những màu nude á thì các bạn có thể gửi mẫu qua cho công ty Alex. Công ty Alex sẽ làm mẫu cho các bạn luôn nha. Đó, ví dụ các bạn thích có nhiều cái màu nude khác nhau thì các bạn cứ gửi mẫu qua. Đó, gửi qua bằng cái giấy, có nghĩa là các bạn chỉ múc một miếng xí bột đó, các bạn bỏ vô tờ giấy. Xong các bạn quấn lại, hay là các bạn bỏ cái bịch đó, xong các bạn bỏ vô cái bì thư á, rồi các bạn dán cái tem lên có 25 cent thôi. Các bạn gửi mẫu qua cho công ty Alex, công ty Alex sẽ mix ra những cái màu nude cho các bạn, tại vì cái custom. Đó. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Đó, rất là đẹp ha. Ok, so bây giờ Alex sẽ biểu diễn cho mọi người xem thử nha. Hi Kevin, khỏe không Kevin? Ok, wow, love this color. Hi Rosa, thank you. Rồi. Đó, thì đây thì Alex bây giờ Alex sẽ apply cho mọi người xem thử nha. Mọi người xem này. À, đây là cái bột, cái vân tay Alex đã vũa sẵn hết rồi. À, Alex sẽ đắp lên mẫu cho mọi người xem thử ha. Thường thường á, các bạn biết á, thường thường á mà Alex chia sẻ, nếu các bạn làm màu natural á, thì các bạn hạn chế làm bóng clear. Tại vì sao? Nếu mà người khách họ muốn cực kỳ natural á, thì mình làm. Còn nếu mà họ muốn natural mà không thấy cái dip chewing one á,
Nếu mà đôi khi nó clear quá thì có thể là, ví dụ Alex nói những người khách họ muốn móng tay dày thì mình sẽ không có thấy được cái chewing gum. Nhưng mà những người khách họ muốn mỏng cực kỳ mỏng, nhưng mà các bạn đắp light pink nữa thì các bạn đắp mỏng nó tất nhiên sẽ thấy thôi. Có thể sẽ thấy thôi chứ không phải là không thấy được. Đó, đó cái đó là cái sự thật. Đó, mình cũng có thể nói láo người khách hay là mình nói người mua hàng của mình được. Đó, nên Alex cũng chia sẻ thật tình là như vậy. Đó, hoặc các bạn bỏ một xí shop qua cho Alex ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp thử các bạn một ngón cái này đại khái như Alex đắp cái ombre đi ha. Đó, đây là cái shop qua Alex đã mix ra. Shop qua Alex đã mix ra. Đó, và cái bột này rất là dẻo nha mọi người. Rất là dẻo ha. Đó, các bạn sẽ giữ cái cỏ lâu xí cho Alex nha. Đừng apply ra. Đó, giữ lâu xí. Các bạn mà muốn á, mà cái ombre mà nó đẹp á, lưu ý cho Alex á, là làm cái shop quay làm sao mà cho nó hơi lạt một xí, đừng cho nó đậm quá. Ừ. Tại vì nó đậm quá thì nó sẽ dễ bị ha. Đó. Rồi Alex sẽ kéo nó từ từ thôi. Các bạn thấy không? Cái bột này rất là dẻo, rất là dẻo. Các bạn không có worry ở nó mau khô hay là nó không theo ý của mình. Đó. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là dẻo ha. Alex đi rất là từ từ và Alex làm rất là slowly. So, I don't try really quickly. And this color, the soft white, it's easy to apply it. So, you got to control by this side and left side only. Các bạn thấy không? Nó rất là smooth. Đó, rồi bây giờ Alex sẽ show you guys how to do the pink on the top. Because mostly a lot of people when they apply the pink ombre, always see the line because you guys see right here, it's very thick. That's why it's easy to see the line. Các bạn thấy không? Ở này chỗ này các bạn làm dày quá thì tất nhiên các bạn sẽ thấy cái line rồi đúng không? Nên Alex chia sẻ cho mọi người là làm sao. Thứ nhất, nếu mà các bạn mới vô nghề, nếu mà các bạn làm bóng dài thì cái cơ hội các bạn nhiều là gì? Có thể là các bạn sẽ làm hai cục được. Nhưng mà với móng ngắn á, thì các bạn lưu ý cho Alex đó, Kevin, các bạn phải đắp cho nó cao lên này xí này. Nếu móng ngắn thì các bạn đắp 82 cho Alex. Móng ngắn như ombre nha, nếu mà móng dài các bạn đắp 73, có nghĩa là 7 trắng thiên 3. So you guys remember that ha. Ok, bây giờ Alex sẽ dũa cho mọi người xem này. Ok, bây giờ Alex sẽ dùng cái hộp pin đi. Cái này là đáp pin rồi. Các bạn chuẩn bị chưa? Bây giờ Alex sẽ diễn cho mọi người xem thử nha. Để Alex coi cái hũ này nữa. Đúng rồi, cái hũ này là pin ombre. Đó. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ lên này. Đó. Cái pin này á, thì thường thường các bạn làm ombre rất là nhiều ha. Cái pin này này. Đó, Alex sẽ bỏ lên. Từ từ thôi. Đó, từ từ thôi nha. Các bạn nhìn Alex vuốt ra này. Đó, vuốt nhẹ thôi. Các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên. Các bạn thấy không? Alex đi rất là tự nhiên. Và khi mà các bạn đã vuốt đẹp ra rồi, các bạn lưu ý cho Alex một điều là gì? Don't touching on the top too much. If you guys touching on the top too much, that's why you guys lose the ombre. Các bạn nhớ khi các bạn đắp lên đã đẹp, các bạn thấy không? Các bạn chỉ kéo nhẹ ra thôi. Và khi các bạn kéo và nhớ cho Alex là dùng cái bụng cọ này, không có dùng thân cái mũi cọ mà dùng cái bụng cọ, thì các bạn mới có được một cái ombre is very natural. Các bạn thấy không? Đó, nó rất là natural và rất là tự nhiên. Và hạn chế da lệch là không được vuốt nhiều quá. Nhớ nha, không được vuốt nhiều quá. Có nghĩa là vuốt khi nó đang còn lỏng á, thì các bạn không được vuốt nhiều quá. So you guys remember that when the powder ombre you guys put it on, if you guys push out it easy smooth ready, you guys remember for me, don't touching too much. If you guys touching too much, that's why you guys lose the ombre. So, không, that's the third thing ha, các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên. Và after that, you guys just apply a little bit, what is it? Just clear powder in there. Ok, các bạn nhớ share video cho Alex rất là nhiều nha. Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bây giờ công ty Alex đã ổn định bên hệ thống của bên Caligus Minter rồi. Thì sau này Alex sẽ làm live nhiều hơn nữa. Và cũng giống như Alex sẽ chia sẻ với mọi người những cái techniques. Đó, Alex không có giấu nghề. Nên khi Alex chia sẻ ra thì Alex hy vọng những bạn nào mới vô nghề cố gắng hơn nữa ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp cái màu này này. Cái màu này cũng rất là đẹp. This one is I think it's diamond pink. Đó, cái màu này này rất là đẹp ha. Đó, thì bây giờ ví dụ như Alex sẽ đắp cái màu này với cái màu dark pink, nó cũng đẹp này. Đại khái Alex sẽ lấy một màu dark pink qua Alex. Dark pink. Wet dark pink. Đó, đây là cái màu nude nha, các bạn thấy không? Mỗi tông màu khác nhau. Này, Alex sẽ bỏ lên đây, các bạn thấy này. Mỗi tông màu khác nhau. Rồi,
Bây giờ Alex sẽ đắp lên cho mọi người xem thử nha. Alex sẽ kéo thử cái om đây thử thêm một lần cho mọi người xem thử nha. Các bạn thấy không? Cái bột nó rất là dẻo. Cái bột của Alex rất là dẻo ha. À, rất là dẻo. Các bạn có gua đi nè. Các bạn nhớ cho Alex á. Always keep the white right here, it's a little bit thicker. Always, các bạn nhớ khi nào cũng phải giữ đây cho Alex này. Ha, nhớ chưa? Các bạn không được vuốt liền. Đa số các bạn vuốt liền bởi vì khi các bạn đắp cái ombre nó bị flat. Nó nhìn nó không có được tự nhiên. À, nên mình phải làm sao? Mình phải chỉ vuốt này các bạn thấy không? Bỏ lên lại chỗ này cho Alex. À, đừng có worry, hiểu không? Mình chỉ worry ở chỗ cuốc nối với món thịt nó có gãy, nó có đủ độ hay không thôi. Xong mình vuốt này, các bạn thấy không? Vuốt bên này đủ là left right and right side like that, you guys see? It's very slowly and don't have too much strong. If you guys have too much strong, they mess up more easy. And you guys don't see the curl it no more. À, các bạn nhớ phải làm sao, có nghĩa các bạn chỉ đè nhẹ thôi. Đó, và hiện tại bây giờ là cái ombre station nhiều người làm rất là có tiền. Tại vì sao? Nó rất là easy hơn là pink and white ngày xưa. Đó, và nhiều các bạn đã làm cái ombre, các bạn thấy không? Vô làm có bột 1,560 đồng, rất là easy, right? So, cái bột pink and white này thường thường á, thì người ta rất là dễ đi với những cái lễ hội hay là đám cưới ha. Đó, đó các bạn thấy không? Đó, các bạn phải mix sao cho super thin in right side and left side like that. And right now I put the diamond pink. Cái diamond pink này rất là đẹp. Cái diamond pink này là nó có một cái xí kim tuyến nhỏ nhỏ và nó rất là tự nhiên ha. Thì Alex pick up the powder right here, you can see it. Này, bây giờ Alex sẽ bỏ lên này. Ok, mọi người vui lòng bấm nút share video cho Alex nha. Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều. Này, Alex sẽ bỏ lên này, các bạn thấy không? Giữ nhẹ lên cho Alex này. Đó, các bạn phải làm sao ở giữa này này, có đủ độ dày này ha. Rồi các bạn mới kéo ra nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy không? Đó, khi mà bột nó ra cái các bạn không được vuốt nữa, các bạn chỉ có tém hai bên cho lẹt thôi. Các bạn nhớ để thể thành làm một cái ombre đẹp á mà tự nhiên á là gì? Bột nó càng lỏng, nó càng mượt thì nó càng đẹp. Và cái thứ hai là gì? Nhớ cho lẹt sau cái đắp giống anh tình yêu quá. À, lẹt sao đắp giống anh tình yêu được. Ok. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là khi các bạn làm muốn làm ombre đẹp á, các bạn phải dùng nước EMA, đúng rồi, nước EMA đại khái như vậy ha. Tại vì nó càng lâu khô thì nó càng mới đẹp. Và cái thứ hai các bạn thấy không? Alex đắp xong là giữ cái xếp rồi. À, không cần phải dũa nhiều nữa. Hai túi tiền ha, vuốt không xong rồi có đè không Alex. Có nha. Khi mà các bạn vuốt ombre xong á mà nó không có xong á, đó cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Thì các bạn sẽ dùng cái cọ như thế này nè, các bạn sẽ kéo như vậy nè, các bạn thấy không? Dùng cái thanh cọ này kéo nhẹ ra. Đó, thì nó ra rất là mượt ha. Đó, có câu hỏi nào nữa không? Rồi bây giờ Alex sẽ tiếp tục qua cái màu kia. Đó, đại khái nha, Alex sẽ ra ba, Alex sẽ pha màu này. Đó, và khi các bạn làm một cái bộ nail mà natural, ví dụ nha Alex, ví dụ đi, cái thực tế là ví dụ là như thế nào? Đại khái như mình làm tự nhiên đi. Đó, thì Alex sẽ có cái kim tuyến đây này. Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà làm tự nhiên. Đó, tự nhiên là như thế nào, là khi mình nhìn vào mình thấy bộ nail nó tự nhiên, nó không có bị màu mè quá hay là bị loe loét quá ha, đại khái vậy ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ vô ha. Bây giờ các bạn thấy không, right now I have the three color natural like soft white and like nude pink. So how you make the color come out look like a marble? I think it's a little bit hard, but when you apply it, you guys remember you guys have to pick up the powder. The dark color you guys get little, but light color you guys get more than medium color. So các bạn nhớ nha, khi các bạn làm cái marble, nhớ cho Alex một điều á, là gì nha, là cái lạt khi nào nó cũng phải nhiều hơn cái đậm. Tại vì cái đậm nó nhiều quá nó sẽ nút cái lạt. Nhớ cho Alex nha. Where you can buy the powder? Oh Cindy, you can go to my website, okay? So em thấy giống mà rất dễ hiểu. Ok em dễ hiểu là được rồi. Ok rồi bây giờ Alex sẽ cho mọi người cách làm cái marble của ba màu nha, của cái ombre này. À, cái marble này các bạn thấy không? Đây là cái nút pink này. Ví dụ bây giờ Alex thấy này, thường thường á thì cái màu, các bạn biết á, cái màu nút á, thường thường cái màu này thì nó hay đi chung với nhau đấy, tại vì nó cũng là một cái màu đi ra nên nó dễ bị nuốt, nên cái cách mà mình làm sao để mình không bị nuốt ha, thì các bạn sẽ lấy một trong một màu đậm lạc nha. Alex sẽ lấy trong ba màu, 1, 2, 3. Các bạn thấy không? Các bạn phải phân tích ra được cái màu như thế này ha. Đây là hai màu nha, và thêm một cái soft white nữa.
khi các bạn làm marble, put little bit right here, little bit sweat, so much the marble it come out is more pretty. Wow, can you buy product? Yeah, you can go buy product. And trong cái tuần này á, thì cái đợt vừa rồi đã có 75 màu và đã out stock trong vòng 2 ngày, Alex để 10 ngày nhưng mà 2 ngày đã hết hàng. Và rất là có nhiều bạn get like. Và Alex đã ra trong cái đợt này do những người đã get like là Alex chia ra 70 set cho 50 màu. Đó, vừa đắp vừa dip. Đó, vừa đắp vừa dip và vừa làm ombre luôn. Đó, và bột rất là dẻo ha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cho mọi người xem nha. Còn thấy không? Còn phải ngoáy sao mà cái bột nó đi tự nhiên cho Alex này ha. Còn thấy không? Nó phải đi tự nhiên. Đó, nó phải squat. Còn nhớ nha. Phải squat cho Alex. Đó, ló lên. Phải squat cho Alex. Đó, phải squat nha. Đó, còn thấy không? Đó, nhìn nó khác không? À, nó cũng chỉ là cái trong cái vòng 3 màu thôi. À, trong màu nút thôi, các bạn thấy không? Đó, nhớ cho Alex always keep the shape straight even. Có nghĩa là các bạn khi nào cũng phải giữ cho cái cọ của mình, có nghĩa là giữ cho cái shape của mình này, các bạn thấy không? Đó, tập hồi các bạn vuốt không kỹ thôi. Nên khi các bạn làm nail, các bạn nhớ cho Alex một điều á, cái nail quan trọng nhất là cái shape. Nếu các bạn làm một cái shape đẹp tự nhiên á thì các bạn nhìn vào á, các bạn nhìn vào các bạn thấy cái nail rất là tự nhiên ha. Nên cố gắng làm sao để các bạn giữ cái shape cho Alex ha. Nên Alex hay dặn khéo mọi người á, giữ cái shape để em gì chập nó khỏi vũa thuẫn gì hết á. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp thêm một ngón này cho các bạn coi thử cái thằng màu này thử nha. Rồi bây giờ mọi người có cái yêu cầu gì không? Để Alex làm một cái gì đó mới mẻ cho mọi người xem thử ha. Đại khái nha, Alex làm hướng dẫn cho mọi người làm marble bằng kim tuyến này. Alex để đây sẵn rồi ha. Alex sẽ lấy 3 màu lên. Đó. Và cái bột của Alex các bạn có thể dip được luôn nha các bạn. Dip luôn được luôn nha. Alex sẽ lên, các bạn thấy không? Các bạn phải chạy cái cọ cho nó hỏng lên ha. Trong cái thời gian nó hỏng cọ thì các bạn sẽ lấy một nút bỏ lên. Bỏ lên. Các bạn thấy không? Cho nó chạy tự nhiên. Đó. Các bạn rìa cái cọ lên cho Alex này. Rìa cái cọ lên. Đó, rìa cái cọ lên, các bạn thấy không? Tự động nó sẽ loang ra. Nó loang rất là đẹp. Rồi nó giống như tự nhiên vậy đó. Đó. Sau mình chỉ vuốt hai bên thôi. Đó. Chắc mọi người thấy rõ không? Đó. Xong rồi xuống đây Alex sẽ cắt tém lên cái này. Alex sẽ chế cho nó vô một xí lại đại khái như kim tuyến hay gì đó cho nó sexy little bit, các bạn thấy không? Cái kim tuyến này rất là đẹp ha. Đó. Cái kim tuyến này rất là đẹp. Xong còn sẽ vuốt hai cái shape bên này cho coi. You guys see, always keep the shape. Đó. See Dancy compound, what for see Dancy compound in Mexico. On the website chat, yes. Thank you mọi người nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Đó. Thì những bạn nào mà đã đắp cái bột qua thì các bạn cũng biết rồi ha. Đó, nó rất là dẻo và rất là dễ control. Đó. Đó, cái may mắn mà giữa Alex là gì? Tại vì Alex cũng là nail art, cũng là làm nail như mọi người. Nên khi Alex tìm những cái sản phẩm cũng giống như am hiểu, cũng giúp cho mọi người nó rất là dễ. Tại vì mình cũng là trong nghề ra, nên nó rất là dễ cho mình ha. Rồi bây giờ ví dụ như Alex sẽ đắp trên cái món tip này này. Thì trong vòng 2 tuần Alex sẽ có show. Nên Alex sẽ làm cái tip này thử các bạn coi nha. Đó, Alex sẽ kéo cái ombre cho các bạn ngồi mọi người xem này. Các bạn thôi thử nha. Này. Đó, đây là cái shop white ha, cái shop white này. Alex sẽ bỏ lên đây này. Các bạn thấy không? Nếu mà móng ngắn á các bạn sẽ bỏ lên xí này. Các bạn thấy không? Để nhẹ cho Alex này. Đó. Bột rất là dẻo. Các bạn thấy không? Đi xuống là từ. Và cái white nó rất là trong. Đó. Nó không có kiểu giống như bị vàng hay là đắp lên cái là thấy liền. Đó, đại khái vậy. Đó, các bạn thấy không? Xong rồi Alex sẽ kéo xuống từ từ thôi. Xuống từ thôi. Đó, xuống từ từ thôi. Mọi người có muốn Alex làm cái com cho coi thử không? Alex có cái ngón tay khô rồi đó. It's okay. Đó. Các bạn thấy không? Xong rồi đúng không? Bây giờ Alex sẽ cho mọi người xem thử cái cách Alex vuốt lại thêm một lần nữa nha. Alex biết đó, nhiều người rất là ghiền vuốt ombre. Khi mà làm mà ghiền rồi là ngồi vuốt hoài vuốt mãi luôn. Rồi, bây giờ các bạn nhìn này. Alex sẽ bỏ lên này ha. Các bạn muốn Alex đắp màu đậm hay là cái này là pink ombre nha. Bây giờ Alex đắp đắp pink ombre đi. Cái đắp pink ombre thì nó hơi khó một xí. Nhưng mà Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách vuốt này. Để nó đậm hơn. Này các bạn thấy không? Giữ cái cọ cho Alex này ha.
giữ cỏ ra. Này, còn thấy không? Vuốt ra nhẹ nhàng thôi. Vuốt ra. À, nhẹ nhàng thôi. À, cũng mạnh quá nha. Các bạn thấy không? Đó, ví dụ như chỗ anh là chỉ cho, bình thường á các bạn kéo ông đúng không? Các bạn lỡ cái tay này ra đúng không? Các bạn chỉ tháp 3 lần thôi. Các bạn thấy không? Thì tự động nó sẽ trở về bên thì trạng thái ban đầu. À, có nghĩa là nó sẽ lạt ra. À, nhưng mà nhớ là phải nhanh, không được chậm quá. Tại chậm quá thì các bạn sẽ bị nha. Bị gì chứ nó bị loang á. Rồi tiếp tục Alex sẽ bỏ cái lớp thứ hai lên. Đó, các bạn sẽ kéo vào này ha. Kéo nhẹ ra. Còn thấy không? À, nó rất là tự nhiên. À, nhẹ ra thôi. Dùng mũi cọ này ha, vuốt hai tay ra. À, Alex là một móng Galaxy đi Alex. Ok, Alex có Galaxy nhưng bây giờ Alex không có cái màu ở đây rồi. Để khi nào rảnh Alex like cho ha. Từ chủ nhật này này, chủ nhật này Alex sẽ like 1 giờ á. Rồi có mọi người cố gắng mọi người lên xem. Các bạn thấy không? Nó ra rất là tự nhiên ha. Đây là cái màu dark pink á. Các bạn thấy không? Đó. Này, Alex chỉ nha. Chỉ cần vất vài ba cái là xong. Đó, rất là tự nhiên. Wow, so funny, so sexy. À, còn thấy không? Rồi xong Alex sẽ thổi một cái, Alex sẽ bỏ cho mọi người xem thử nha. Mọi người có question gì nữa, mọi người có question cứ hỏi nha. Rồi bây giờ Alex sẽ cho mọi người xem cái set 50 màu của Alex. Còn đợi chưa? Còn đợi Alex xí nha, Alex sẽ cho mọi người xem thử nha. À, đây là cái showroom làm việc của Alex ha. À, rất là đẹp. Đó, đây là những cái màu nút mà Alex đã làm ra. À, đây các bạn thấy không? À, rất là chuẩn. Đó. À, làm cái showroom ha, thì có thể là Alex sẽ ra sớm trong giữa tháng 8 này. Đó, thì mọi người ở Westminster cũng như này các bạn có thể tới ghé thăm ha. Rồi bây giờ Alex sẽ cho mọi người xem thử cái những cái màu này nè ha. Đây là những cái màu mà Alex sẽ mix 50 màu lại. Và đa số Alex biết á, tâm lý của người mua màu á, các bạn thấy không, đây là cái đặc thiên mà vuốt nó đẹp như này. Đa số cái tâm lý của những người mua màu, họ đa số họ ít khi thích những màu đậm lắm. Tại vì á, cái đậm ít khi nhiều người làm lắm. Tại gia đình làm ra cũng rất là nhiều, nhưng mà đa số họ thích những cái màu light hay là những cái màu như này. Thế các bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Đó, những cái màu này này, rất là tự nhiên. Các bạn có muốn Alex dip cho các bạn một ngón ombre không? Alex sẽ làm cho mọi người xem ha. Đại khái nha, Alex sẽ lấy trong vòng hai màu đi. Các bạn muốn Alex dip màu nào? Thằng này cũng đẹp này ha. Alex sẽ dip hai ngón cho các bạn một coi. Dip bằng ombre. Đó, đây là màu baby blue ha. Đó, cái màu này là màu mới ra này. Đó, cái màu này là màu giống như màu xanh mà nó đẹp lắm. Đó, chút khôi thì cái màu xài cũng rất là nhiều. Đó, thì cái giá mà để cho cái sản phẩm này là thì nãy giờ đã có thêm 15 người mua thêm 5 set bột rồi ha. Thì còn có mấy set nữa là hết rồi. Đó, thì set bột này là hình như là thì giá nó tới là 900 ha. Nhưng mà 900 với các bạn, khi các bạn mua thì các bạn được tặng một cái set lovely shell. Thì Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái gel này này. Đó, cái gel này á, là 60g ha. Thì khi các bạn mua cái này thì Alex hướng dẫn cho mọi người làm rất là dễ làm. Đó, thì Alex sẽ có những cái 6 cái màu chính, 7 cái mà 6 cái màu chính và rất là đẹp. Các bạn có muốn Alex làm thử một ngón quần coi không? Để thấy Alex làm cái này cho các bạn coi thử đi. Một ngón ha. Cái là baby pink, pep pink. Đó, những cái này là làm cho ombre. Đó, thì các bạn được tặng 7 có mấy hũ này. Hình như là các bạn được tặng được 7 color và cái trị giá là tới 201 ha. Nhưng các bạn không có đó, thì khi các bạn mua cái set bột này đó thì cái giá của nó là 1.000 và bây giờ xuống còn có 600 thôi. Đó, cho tất cả. Thì những cái này là những cái mà Alex on sale cuối cùng nha. Và có thể lâu nữa là Alex mới on sale lại. Tại vì đây là cái đợt mà gần mùa hè nên Alex sẽ tặng cho mọi người. Tại vì lúc trước các bạn biết không, tại vì cái set bột 75 màu quá nhiều người mua nên Alex hết hàng. Nên nhiều bạn đã comment, ví dụ như mua cái set bột thứ hai có được tặng không? Thì Alex nói thì Alex không có tặng dip, nhưng mà Alex sẽ tặng cái này. Đó, dip thì những chai này các bạn cũng biết rồi. Đó, nhưng mà Alex hứa với mọi người Alex sẽ tặng cái set này. Đó, và có thể Alex sẽ giúp cho mọi người, cũng như là Alex muốn giúp cho mọi người biết cách làm. Và cũng giống như, tại vì cũng có nhiều người họ cũng muốn cái này, thì Alex sẽ chia sẻ cách làm ha. Thì các bạn bây giờ các bạn muốn không thì Alex sẽ làm một ngón cho các bạn coi thử ha. Đại khái nha, Alex sẽ lấy cái màu baby pink. Đó, đôi khi người ta nói là phải thấy mới tin, nên Alex sẽ làm cho mọi người thấy ha. Đó,
Rồi Alex sẽ lấy cái màu baby pink này ha. Anh gì, anh Lộc, anh gì đó hay hỏi Alex mấy cái này này thì Alex sẽ làm cho mọi người. Tại vì Alex biết á, cái này ra cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà biết tại sao đôi khi có nhiều người họ làm không có được. Tại vì thực tế á, khi mà mình chia sẻ thì Alex nghĩ á, thì mình nên làm trên cái tip thì nó sẽ hay hơn. Để đôi khi Alex làm trên cái món giả hay là trên cái kia thì các bạn cũng khó để mà định dạng được đúng không? Thì bây giờ Alex sẽ làm trên cái món bột này này, đại khái cái món này nó cũng đã làm sẵn rồi. Thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm thử ha. Đó thì các bạn nhớ, những ai mà mua set bột này thì các bạn có thể bỏ số điện thoại lên ha. Và bỏ số điện thoại lên cho Alex. Và Alex cũng muốn dặn cho mọi người á là phải đúng cái số điện thoại gọi vào công ty nha. Chị Trích Sinh Lâm sẽ liên lạc cho mọi người. Đó, thì những ai muốn mua thì nhanh tay lên ha. Đó là coi như ngành mốt còn có 600 mà được tặng như thế này ha. Đó, đây là cái mà summer sale cho những bạn nào mà mua trễ và cái đợt sau này. Đó, thì nhanh tay lên ha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cái treo kia cho mọi người xem thử là nó như thế nào. Đó, nếu mà bản thân Alex là một người đam mê á, khi mà Alex làm cái này xong rồi á, Alex không muốn làm nail nữa, Alex không muốn làm bột nữa. Tại vì nó quá lạ và nó quá dễ nếu mà mình biết cách làm. Đó, nó không có smell. Đó, giống như liquid powder. Đó, nhưng mà mình vẫn còn cái đam mê, tại vì đam mê là vô tận. Đó, nhưng mà Alex thấy cái lợi là gì, nó không có độc hại giống như những cái khác. À, nói chung cái nào cũng chết hết không phải là nhưng mà lâu chết hay là mau chết thôi. Nên các bạn làm gì làm cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Tại vì sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe thì các bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm cái lớp detail cho mọi người xem thử ha. Những bạn nào mà mua sách bột thì có bỏ số điện thoại lên ha. Tại vì cái số lượng có hạn thôi. Đó, tại vì Alex có thể là có nhiều bạn đã vào website order rồi. Tại vì sợ sẽ không còn hàng nữa. Đó, thì các bạn hồi nãy các bạn cũng đã thấy rồi đúng không? Các bạn đã thấy những cái sách bột Alex đã show cho mọi người xem rồi, những cái màu rồi. Đó, rồi bây giờ Alex sẽ đắp lên cái lớp lì treo ha. Mọi người chuẩn bị chưa? Các bạn nhớ nha, Alex cũng muốn chia sẻ một cái nhỏ nhỏ như thế này nữa. Tại lúc trước có một công ty, Alex không muốn nói tên ra, một cái công ty nail supply khác đã lấy tất cả những cái số điện thoại của khách hàng Alex, tên cái line của Alex, và gửi tất cả những cái tin nhắn supply của họ tới cho cái supply của khách hàng Alex. Thì khách hàng Alex đã nói tại sao không cho số mà tại sao nhiều người họ biết. Thì theo Alex á, thì Alex không có muốn đưa cái tên của người đó lên, nhưng mà Alex muốn là nói gì, tại vì Alex cũng muốn là khách hàng mình phải tìm đúng cái số. Tại vì đôi khi á, mà những cái tài khoản hay những cái gì các bạn trao, ví dụ như không đúng gì, đại khái các bạn mua hàng Alex mà không đúng rồi đôi khi hàng nó không tới, rồi nó bị giống như bị người ta biết tài khoản của mình này nọ, hay là những cái chat này nọ, Alex cũng không muốn như vậy. Nên Alex hy vọng các bạn nên make sure là cái số điện thoại của công ty mình, các bạn nhớ chụp số điện thoại này nha, là 714 7143790858, và công ty mình sẽ gọi vào ha. Những cái số khác thì Alex không có biết được ha, tại vì Alex cũng muốn nhắn gửi những người đó, cũng không nên làm vậy, tại vì Alex cũng không có muốn đưa lên để làm gì. Với Alex là không muốn cái sự hận thù gì hết, nên Alex cũng muốn bảo vệ khách hàng của mình, cũng giống như là không muốn những người khác họ giao những cái thông tin này nọ mà không đúng người, thì bên cạnh đó Alex cũng phải có cái trách nhiệm trong đó. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ vô cái live chính ha. Thì những bạn nào muốn thì các bạn cứ inbox cho chị Justin ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp lên cho mọi người xem thử cái lovely gel như thế nào ha. So right now I'm going to show you guys how to do it lovely gel. It's very easy. So when you guys do it, you guys love right away. So cái màu này là cái màu baby pink. Các bạn muốn Alex làm cái màu baby pink ha. Rồi Alex có thêm những cái màu khác nữa, rất là đẹp và rất là tươi. Tươi lắm á. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ đưa cho mọi người xem thử thêm coi cái kính lớp Ok, rồi bây giờ các bạn chuẩn bị chưa? Đó, nhiều bạn ngày nào cũng nhắn tin Alex, trời ơi Alex ơi, thấy trên mạng có nhiều người làm cục nó mà không biết làm sao hết. Khi nào Alex rảnh Alex làm live chỉ cho nha. Alex nói ok, để khi nào Alex có thời gian Alex làm cho. Ok, đây này, cái treo này các bạn nhớ,
cái mỗi tiểu bang là mỗi khác. Ví dụ như Alex để bên Arizona á, thì nóng quanh năm thì cái gel khi nào nó cũng mềm, thậm chí nó rất là mềm. Có nhiều bạn ở tiểu bang khác á, nó lạnh quá thì cái gel nó hôi chi, nó hơi cứng xí. Thì các bạn nhớ trước khi các bạn làm á, các bạn bỏ vào cái microwave ra lại, rồi bỏ vô cái thùng khăn á, bỏ có 5 phút thôi là cái đồ nó mềm, trong vòng 2 phút là nó mềm lại, các bạn lạnh rất là dễ ha, nó rất là dễ làm đó. Thì cái hộp này là tới 60g ha, nếu mà trên cấp xe các bạn mua chỉ có tới hai mấy đồng thôi, rất là rẻ ha. Đó thì Alex sẽ làm cái này cho mọi người xem thử. Cái này là cái màu wow, cái màu đẹp này, Alex thích cái màu này này. Đó, trời ơi, cái màu là giống như màu nude luôn, các bạn thấy không? Nó cũng là một cái màu nude mà nó khác nhau. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Thì Alex sẽ làm cái màu cho mọi người xem thử. Đó, cái màu hình như Alex có một lần Alex đã làm live rất là lâu rồi. Đó. Rồi cái màu gì nữa đây? Màu này chắc màu light pink. Wow. Các bạn lấy chất màu 50 màu này á, custom mất thì wow, đẹp không? Cho số điện thoại nha. Để khi mà công ty sẽ liên lạc các bạn sớm nhất. Đó, thì các bạn nhớ thì công ty bên kia công ty Alex sẽ liên lạc cho mọi người ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp cái màu, các bạn thích màu nào? Đây là màu màu pink pink này, cái màu rất là pink pink, rất là đẹp này ha. Cái màu là màu nude này. Là màu này màu màu này màu gì? Màu này là màu cola pink. Ok, mọi người chuẩn bị chưa? Alex làm nhé. Ok. Nhiều người hỏi Alex tại sao khi làm cái này mà mình không dùng cái liquid mà dùng alcohol, acetone. Cái đó là cái sai hoàn toàn nha. Cái sai hoàn toàn là gì? Tại vì Alex nói á, mình phải dùng. Mình dùng không phải là để làm cho cái liquid gel cái này nó tác dụng với nhau, mà có nghĩa là gì? Làm cho cái cọ mình nó ướt, nhưng mà nó ướt cỡ nào thôi. Còn nếu mà các bạn dùng cái, lấy chai bay giùm em chị, nếu mà các bạn dùng cái acetone, alcohol, các bạn thì nó Alex nói thiệt á, nó hở, nó lick hết. Cho dù các bạn làm cỡ nào cũng hở, nó lick hết. Các bạn cứ thử nghĩ đi, khi mà các bạn làm cái bộ full set đi, các bạn vũa gánh móng xong rồi các bạn nói khách đi rửa tay, các bạn trở lại các bạn có dám đắp bột không? Các bạn không dám đắp bột, tại vì sao? Người ta đi rửa tay là cái dầu hay là nước thì nó dính lên cô thì nó cái nào đâu có dính nữa đâu. Có thể nó dính nhưng mấy ngày sau nó chóc hết rồi, đúng không? Đó là cái thực tế, nên anh lại chia sẻ cái gì nó cũng là thực tế. Nên anh lại cũng nói là mình làm như thế nào. Nếu mà các bạn làm như vậy á, nếu các bạn làm gel này hay là liquid gel mà bị hở, thì Alex có một cái technique như thế này, Alex muốn chia sẻ tới mọi người. Các bạn sẽ dùng cái baycoat của Alex. Tại vì cái baycoat của Alex nó rất là cứng ha. Đó, các bạn muốn thử không thì Alex sẽ thử cho mọi người xem thử ha. Cái baycoat là cái chai này. Đó. Đây là cái chai baycoat. Cái chai bay này nó giúp cho cái móng healthy và nó strong, và nó có cái vitamin ở trong đó. Và có thứ hai nữa là nó các bạn có thể làm cho cái foil của các bạn dịch ra luôn. Và cái thứ ba là các bạn làm cho lớp gì treo. Thì tại sao Alex biết đây là một cái mới mà Alex phát hiện ra? Tại vì bản thân Alex là một người làm nail hàng ngày và Alex sử dụng nước rất là nhiều. Ngày xưa thì Alex, giống như Alex có tiệm, Alex không có làm bột nhiều, nhưng mà Alex hay làm chân. Tại vì đối với Alex là ai vô trước thì mày làm trước, nên Alex làm chân rất là nhiều. Nên là thử nếu mà làm cái này xong nếu mà dùng nước mỗi ngày nó vẫn chóc. Nó chóc là gì? Tại vì mình dùng nước mỗi ngày. Nhưng mà Alex đã test qua một cái bay này, Alex thử nghiệm thử, thì Alex quét trúng cái nền. Tại vì á, cái nền tốt thì cái gel nó mới tốt. Các bạn nhớ nha. Hi, chị I love you. Không nghe. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ sơn cái bay lên này. Các bạn nhớ nha. Những bạn nào mà muốn mua cái set bột mà như vậy hoặc được tặng những cái này thì các bạn nhớ để số điện thoại cho chị Justin nha. Tự động bên chị Justin Lâm sẽ liên lạc với các bạn và để cho những cái tin nhắn cho các bạn ha. Các bạn nhớ, các bạn sơn xong hết cho lẹt luôn. Tại vì người ta nói á, nền cứng thì nhà mới cứng. Thì gel nó cũng vậy. Nếu các bạn làm cái nền cứng thì cái gel nó sẽ last longer. Các bạn làm silat mà các bạn làm cái bay không khô, cho dù các bạn sơn lớp màu hay lớp top good cỡ nào nữa nó cũng tróc. Tại vì sao? Bay nó chưa khô. Nên Alex muốn chia sẻ, các bạn muốn làm gì, cái nền nó phải chắc. Đó, nên Alex sẽ để trong này. Đó, những bạn nào mà làm silat á, là các bạn nào mà làm silat mà hay bị chóc nhiều á, thì tập nó là sẽ chia sẻ cho. Tại vì á, ngày xưa bây giờ là Alex khách qua Alex toàn là làm silat không à. Tại vì Alex là khách qua Alex là trong bệnh viện, một ngày người ta rửa tay tới 100 lần lắm. Người ta rửa nhiều lắm. Nên Alex nghiên cứu mình làm sao mà, tại vì trong bệnh viện các bạn biết á, là nó không có cho móng mang móng móng giả. Tại vì mang móng giả là coi như là họ bị đuổi việc hay là họ bị đình kiểm liền. Nên họ rất là thích mang silat, mang color, nhưng mà họ không biết làm sao. Thì qua là thấy
nếu các bạn làm silat á thì Alex chia sẻ cho. Thứ nhất là bóc phờ kỹ, thứ hai là sơn cái bay cho kỹ cho Alex cho cực kỳ khô, rồi sau đó sơn lớp màu lên. Sơn lớp màu lên xong rồi cái lớp thứ hai các bạn để cho nó hơi khô một xí. Đó, khô một xí rồi các bạn bỏ cái thấp coat lên thì Alex bảo đảm nó rất là chắc ha. Đó rồi, xem. Trời đẹp quá ha. À, đây là cái những cái mẫu mã mà chuẩn bị ra là sẽ tung nó show á ha. Các bạn thấy không? Đây là cái top coat mask này, rất là đẹp. Đó. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp cái lớp lid gel cho mọi người xem thử ha. So right now I want to show you guys how to do lớp lid gel. Đó, thường thường á thì Alex làm móng ngắn á thì Alex sẽ dùng cái này, có cái tên logo hay là Alex sẽ dùng cái cây này. Nhưng mà Alex nếu mà Alex dùng móng ngắn á thì Alex dùng cái cọ này, nó rất là dễ. Đó, true way. Đó, thì trước tiên á các bạn nhớ khi mà nhiều người nặn cục gel này ra nó cũng là một cái kỹ thuật nữa. Nếu mà mình không biết kỹ thuật á thì nó sẽ dính ha. Các bạn nhớ này, bóp lên cho Alex này ha, bóp lên. Các bạn thấy không? Các bạn đẩy cái cọ cho Alex này ha. Này các bạn thấy không? Các bạn sẽ lấy ra nó rất là gọn. Và khi các bạn đặt lên cũng vậy này, các bạn thấy không? Nó rất là sạch sẽ cho Alex ha, đừng có nặn dữ vậy, nó không có professional. Và thứ hai nhiều người khách á, họ sẽ worry và sẽ dùng cái đồ lại ha. Rồi, các bạn sẽ test như thế nào? Các bạn sẽ test cho đây cho Alex này. Test xuống giữ 3 giây đó. Đó, xong các bạn test từ xuống cho Alex ha. Hoặc các bạn lắc á, lắc xéo cho Alex. Đó, đứng từ từ thôi. Rồi. Nha, nhớ về cho Alex nha, xong đẩy lên xí. Rồi, xong rồi Alex sẽ cái thằng này ra. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ nhìn cho mọi người á, thường thường á, các bạn thấy không? Cái móng này, cái cọ này nó nhỏ này, thì nó hơi lâu cho Alex này. Nó hơi lâu cho Alex, để khá vậy đi. Alex sẽ đẩy lên, từ từ thôi. Các bạn nhớ đẩy cao lên xí trước cho Alex nha. À, các bạn phải dùng một xí liquid hay là một xí liquid mà mùi nhẹ thôi. Đó, nếu mà các bạn dùng cái acetone là các bạn thua rồi, các bạn dùng acetone nó sẽ bị hở hết. Hay là thậm chí nó sẽ bị vàng nữa. Đó, đại khái như nếu mà cây nhỏ các bạn thấy không, nó rất là lâu cho Alex. Nên Alex sẽ dùng cái cọ bự của Alex luôn, Alex làm rất là nhanh. Đó. Ok, bây giờ để Alex phân tích cho cách làm cái cục này nè, nó rất là dễ. Bột, các bạn làm trong vòng 40 giây, 15 giây đầu á là các bạn đắp nhẹ, có nghĩa là sức mạnh 1 tới 10 các bạn đắp 15, các bạn đắp 5 sức mạnh của mình thôi, 3 4 thôi. Nhưng mà 15 giây sau á các bạn phải đập mạnh lên xí, tại sao bột nó khô. Nhưng mà làm cái này á nó khác cái bột, khác cái chỗ là phải mạnh. Tại các bạn không mạnh là nó không có đi. Đó, mà khi các bạn hiểu được từ mạnh rồi các bạn làm rất là nhanh. Có nghĩa là các bạn ép tới Alex á, vừa ép tới bạn là sức mạnh á, 1 tới 10 là 6, nhớ nha, ép lên. Này các bạn thấy không? Alex sẽ đẩy lên này. Đẩy lên, sẽ dùng cái thanh cọ mình đẩy. Các bạn sẽ dùng cái thanh cọ mình này, các bạn thấy không? Đẩy lên. Đó, đẩy cái rìa lên. Các bạn thấy không? Sẽ dùng cái thanh cọ này ép vô này, ép vô. Đó, nó rất là nhanh. Đó. Ép vô. Nhớ nha, ở giữa phải có độ khơ cho Alex. Đó, cái màu này rất là đẹp, cái màu này là màu giống như màu nút vậy đó, màu nút pink vậy đó. Ok, bây giờ bắt đầu Alex vừa xuống nên vuốt xuống này nha. Các bạn nhìn này. Vuốt xuống nhẹ nhàng thôi. Đó, nhẹ nhàng. Tại cái gel này các bạn những bạn mới vô nghề nếu mà các bạn làm nó cũng được nữa, tại vì nó rất là dễ. Tại vì sao nó không có khô liền. Đó, còn sẽ vuốt xuống hai bên này. Các bạn thấy không? Vuốt bên này nhẹ xuống cho Alex. Đó, xong các bạn chỉ đập hai bên này, vuốt xuống nhẹ nhàng thôi. Vuốt xuống. Các bạn thấy không? Này, cái cọ này ha. Nhẹ nhàng xuống cho Alex. Đó. Alex sẽ làm tự làm cái độ cong của cái nail luôn. Đó, làm cho nó cong lên ha. Đó, ví dụ như đôi khi trong quá trình các bạn muốn nó cong xí nữa thì các bạn là đắp hai bên này thôi. Đó. Ok, xong giờ Alex sẽ vuốt xuống ha. Đó. Trong đầu mũi nhọn này, vuốt ra. Cái màu đẹp. Đó, các bạn thấy không? Nó vô xếp hết. Đó, ví dụ xuống đây có nhiều bạn á mà cứ đập mệt quá thì các bạn cứ lấy cái tay ngắt ngay cho Alex này, ngắt cái là xong. Thường thường ngắt xong cái các bạn đừng có đụng nữa. Tại vì các bạn bỏ vô đèn nó khô cái các bạn ngắt ra rất là dễ. Đó, dễ thôi, rất là dễ làm. Đó, rất là dễ làm. Đó, chỉ vậy thôi. Các bạn thấy không? Nó rất là đều và nó rất là trong. Các bạn không cần phải dũa nhiều nữa. Nó chỉ cần lấy xếp thôi. Đó, các bạn chỉ cần bóc phờ hai bên rồi bỏ treo thôi. Tại vì hồi nãy Alex đã chia sẻ cái mánh khóe của Alex đó là các bạn bỏ cái bay lên rồi. Đó, đó là cái mánh khóe của Alex đó là chỉ lên rồi. Nhớ nha. Rồi, bỏ cho đèn. Bỏ cho đèn giùm em chị. Rồi, bây giờ Alex sẽ tiếp tục qua làm một cái dip ha. Cái dip cho các bạn coi thử cái bột bên kia ha. Đó, tại vì mỗi lần Alex ra bột, Alex hay test cho mọi người xem. Đó, để các bạn thấy được cái thực tế.
khi mà tháo mình có thể tháo đúng không? Đúng rồi, cái này tháo dễ lắm. Đó thì các bạn thấy không? Đó thì đó, còn đây là treo vẽ, còn đây là bí, đây là keo quýnh đá. Cái treo này các bạn làm được luôn ha. Còn đây là cái chai mát này. Đó, cái chai mát này á, thì các bạn nhớ cái các bạn cần rờ, các bạn thấy không? Nó rất là mát, nó cực kỳ mát luôn. Đó. Ngày xưa thì các bạn biết á, là cái mát ngày xưa các bạn rờ cái nó bóng, nhưng mà cái cần rờ nó càng mát. Đó, và nó có cái độ nhám rất là good ha. Rồi bây giờ Alex sẽ qua cái chỗ mà Alex làm bột dip cho các bạn xem thử ha. Ok, trời ơi, cái màu nãy giờ này. Các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên ha. Rồi hai Việt khỏe không Việt? Hai anh Tom. Tom khỏe không? Chị ơi, cầm máy. Ok, thì các bạn thấy thì những cái màu bột này thì Alex cũng cho mọi người xem thử là ha. Rồi bây giờ hồi nãy có một bạn yêu cầu Alex làm cái làm sao tháo Alex. Tháo dễ lắm, cái này tháo dễ em chị, cái nãy chỉ cần vũ ra thôi, thì nó mềm hơn acrylic. Cái nó có cái hay á, các bạn biết sao không? Ví dụ như acrylic á, các bạn đắp độ dày giống như nhau, nhưng mà cái đó đó dày giống acrylic, nhưng mà các bạn mang lên các bạn không có cảm giác là nó giống như đang mang, nó nhẹ lắm, nó khác với acrylic. Hả? Tại vì đó là mà bằng liquid, cái liquid dẻo, còn thằng bên kia là cái nước, cái bột thì nó độ nặng hơn. Đó. Và cái thứ hai nữa gỡ rất là dễ. Và cái thứ ba nữa là cái đó nó có độ đàn hồi. Đó. Cái liquid gel á, nó giống như là cái những cái mũ của anh đổ lên nó có độ đàn hồi. Còn bột á là thuộc dạng thì dạng chết, khi mà nước với bột nó hòa nó trộn chung với nhau thì để lâu thì động nó sẽ bị chết, thì nó khi nó chết rồi thì nó sẽ dễ gãy hơn, tại vì nó cứng hơn, nó cứng nhưng mà nó không có độ đàn hồi giống như cái đó. Ok, ok, chờ thích rồi hả? Ok. Mấy mẫu đẹp lắm. Alex bảo đảm mọi người mua những cái màu của Alex á, Alex bảo đảm, tại vì Alex là một người rất là picky. Là khi Alex muốn đem những cái sản phẩm ra, cũng giống như là chạy theo những cái thời trang, cũng giống như là những cái màu mỗi ngày, thì thay vì Alex nghĩ có bột nút rồi có màu nút, tại sao mình không có cái gel mà bằng nút luôn? Tại nhiều người họ cũng thích mà, đúng không? Thì Alex nghĩ Alex cũng đưa cái idea đó, thì cũng mình muốn yêu cầu họ làm sao cho nó giống như ý mình muốn đó. Rồi chị cho mình này. Những bạn nào mà muốn mua cái sách bột mà nãy Alex nói thì vui lòng ha. Rồi bỏ số điện thoại lên là có gì rồi đặt ha. So everyone, you guys want to buy this set 850 color, it's $900, but right now have a special, it's 30% off. And after that, you guys have one gift, it's 7 pieces, it's lovely gel. It's $200, but you guys don't have to pay it. It's for free, for gift. So, just the limit. So, we have only like 30 left. So, if you buy it, just give us the number, or you guys can inbox to Tristan or buy Alex. Thank you. And right now, and Alex want to show you guys how to do this in powder. Chào đó bà. Gel, lovely gel là 30 đồng một tip nha. Một set 7 chai là 210. Nhưng mà khi các bạn mua cái set này á, sẽ được tặng ha. Mua cái set bột 50 màu này sẽ được tặng cái set đó nha. Tại vì á, thật sự á, là cái lovely gel này á, nó cái giá nó cao lắm. Nhưng mà tại vì những bạn vừa rồi á, mua không kịp hàng, nên nói cái đợt thứ hai nếu mà Alex ra Alex phải tặng đó cho cử công bằng, nên Alex nói thôi để tặng cho mọi người, tại vì vừa rồi tặng quá trời keo gel dip rồi, nên cái số lượng nó quá tải, nên Alex tặng cho mọi người cái này. Thì bên cạnh đó Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm ha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cái dip ôm đây thử cho mọi người xem thử ha. Đó thì đây những cái bột mà Alex muốn test cho mọi người xem thử là nó sẽ mịn và dễ đắp như thế nào. Cái màu đẹp. Đó, đây là cái bột mà chị Trích Sinh Lâm đã dip hồi chiều đó. Chị dip xong rồi, chị dip hai màu xong chị vẽ cái line work lên đó, những cái nail này các bạn thấy không, nó cái màu rất là đẹp và rất là tươi đó. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ dip cái chai số 2 ha. Rồi bạn nào mà dip mà lâu khô hay là thấp khô bị hột thì vô đây Alex giải thích cho, nhảy vô đây luôn đi ha. Đó, rồi mọi người vô luôn, muốn share video cho Alex nha, thank you mọi người rất là nhiều. Đó. Các bạn nhớ khi các bạn quẹt cái chai dip lên, các bạn nhớ thấy không? Nó sẽ làm một cái miếng giữa đây. Các bạn không được quẹt ở ngoài này. Các bạn quẹt ở ngoài này, khi các bạn đẩy nắp lại thì cái keo ở ngoài nó động. Nó động là gì? Nó sẽ dính vô cái hũ này và cái hũ mình sẽ bị hư. Các bạn nhớ, chủ mình mua một hộp bột không có mắt. Tại một hộp bột, ví dụ Alex nói 20 đồng hay 15 đồng đi, nó không có mắt. Nhưng mà xài gần 40-50 bộ nail. Nhưng mà chai dip này các bạn không biết cách xài á,
7 8 đồng bạc đi ha. Thế các bạn xài trong vòng mấy ngày là hư, rất là uổng. Đó nên các bạn phải lưu ý cho lịch nha, phải kỹ một xí. Đó nên là sẽ bỏ vô. Các bạn thấy không? Đó. Các bạn sẽ vuốt nhẹ bên đằng cái này, nếu mà các bạn làm móng dài á, Alex cũng chia sẻ là nên vuốt nhẹ bên đằng cái để làm gì cho cái keo á, ví dụ nó đôi khi nó không có động. Đó, nó khi nó không có động. Đó, đây cái màu đẹp này. Wow. Để vô ha. Đó, cái màu về làm fan cũng được này. Đó, còn thấy không? À, sẽ lôi lên ha. Đó, lôi lên. Đó, còn thấy không? Đó, rất là đẹp ha. Là sẽ búng nhẹ cái để cho nó dính vô cái hộp bột của mình. À, búng nhẹ cái còn thấy không? Đó, nó rất là đều, rất là mượt ha. Rồi bây giờ lại sẽ đi lớp thứ hai. Cái màu này mà các bạn phối màu ombre nó cũng rất là đẹp này. Số 2. Còn thấy không? Cái màu nó ra rõ rệt không? Thường thường á, mà lại chia sẻ cho mọi người á, nếu mà những bạn nào làm dip á, nhưng mà những màu lạt á, tại vì mà lạt thì người ta hay làm mấy cái ombre. Còn nếu các bạn mà không biết cách á, là các bạn sẽ làm cho cái màu mình có chỉ còn dip á, nó quá dày ha. Nên là chia sẻ lưu ý các bạn phải bỏ một cái lớp bay trong cho lệch. Còn thấy không? Đó thì một cái nó đều rồi ha. Rồi bây giờ anh sẽ chia sẻ bằng cách thứ hai. Nếu mà các bạn làm những cái lạc quá mà các bạn làm ví dụ dip 30 lớp thì nó quá dày. Ok, rồi cái thứ hai nữa là chia sẻ tại sao nhiều bạn nói bột và keo hay là bột tại sao nó bị tét, bị nứt mà các bạn không biết nguyên nhân tại sao. Ok, các bạn biết á, bột á, nếu mà các bạn dip á, nếu mà bột mà nhiều fishman quá, nhiều fishman tất nhiên bột nó rất là mịn. Nhưng mà nó mịn quá thì nó sẽ dẫn đến nguyên nhân là sẽ gãy. Tại vì nó không đủ clear trong fishman. Nên các bạn dip, ví dụ các bạn dip cơ dày cỡ nào nó vẫn gãy. Tại vì nó cái fishman nó mịn lắm. Nó mịn là giống như viên thuốc mình đang uống vậy đó. Nó mịn quá thì các bạn thấy nó mỏng quá thì nó rất là dễ gãy. Nên đa số một mít đôi khi phải có một xí clear trong nó để cho nó chắc. Hả? Nó chắc là gì? Có nghĩa là khi các bạn mix cái bột clear vô thì cái bột mình nó sẽ cứng hơn một xí. Để cái bạn dip á, nó ra nó rất là chắc cái móng. Và thứ hai các bạn không cần phải dip lớp nhiều lớp. Đó. Đó. Thì yên tâm, cái bột qua lệch á, nó có cái hay á là các bạn mix tất cả những bột clear nó không bị đơ. Các bạn thử đi. Nếu ai mua sách bột qua lệch về, các bạn lấy clear các bạn đổ vào, các bạn thấy á, nó có còn được như vậy hay không? À, các bạn thử đi ha. Đó, nó vẫn làm như vậy, nó không có bị đơ. Đơ là gì? Có nghĩa là giống như nó bị cái bột nó bị đông lại cái clear vậy, nó không có mượt, mình dip không có được nữa, nhưng mà mình đắp thì được. Nhưng mà có nhiều cái mình mix vô mình đắp không được, dip không được luôn. Đó thì cái bột này các bạn vừa đắp vừa dip luôn. Và vừa là ombre ha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm thêm một cái cho các bạn coi thử ha. Khi set này ra thị trường với Alex, khi nào set bột này? Cái bột này là bây giờ set bột này còn có 50 màu nữa thôi thì I think anh Tèo Tèo Nguyên, you have very right. I think you have the set bột 75 màu rồi. Đó. Sắp hết pin. Sắp hết pin hả? Ok. Còn thấy không? Đó, nó rất là đẹp cái màu này này. Này. Đó. Đó, đây là cái màu natural lavender. Đó, đây là natural lavender nha, các bạn nhớ nha. Natural lavender. Đó. Rồi bây giờ bột màu không khô. Bột màu không khô hả? Thường thường á, bột màu mà không khô á, ok, để là giải thích cho. Các bạn cũng biết á, bột màu mà không khô á, là thứ nhất là gì? Cái keo. Có thể là cái keo. Và cái thứ hai nữa, thường thường Alex nói á, khi các bạn sơn xong rồi, các bạn nhớ activate cho Alex. Ví dụ như top coat đây, đại khái vậy đi. Activate cho Alex. Thì Alex nói á, đôi khi do, các bạn biết không, do cái fishman nó nhiều quá, rồi cái keo nó không có khô trên fishman. Các bạn hiểu Alex nói không? Có nghĩa đại khái như để mình nói sao cho dễ hiểu ha. Đúng rồi, giống như cái chân mình á, cái chân mình đang ướt đúng không? Cái chân mình đang ướt mà mình không có cái cát lên á thì cái chân mình nó lâu khô đúng không? Mà khi mình lấy cát á, mình chà cái chân mình thấy cái chân mình nó không có khô, nó mau khô rồi tại vì nó có nước, nó có bò, nó có cát. Thì bột nó cũng vậy, fishman đôi khi nó nhiều quá. Các bạn thấy không? Khi mà các bạn đắp bột mà các bạn thấy fishman dính lên tay vậy này, nó dính quá trời luôn, có nghĩa là nó thiếu clear. Đó, thì nó sẽ dẫn tới là tình trạng có thể mình dip cho nó không khô. Nó không khô. Đó, tại vì nó không đủ clear để nó khô. Nên nó cứ nó ử cái nước, nó ử cái keo vậy đó. Hiểu không? Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể dip vào cái lớp clear của mình.
It's the color. Let me see the name. Is it gel powder or acrylic powder? Acrylic powder. Yeah, two in one. Yeah. Đó nên các bạn phải coi lại thử ha. Rồi Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành cái thời gian như thế này để coi ha. Đó thì những bạn nào muốn inbox thì các bạn có thể nhắn tin cho color acrylic powder không try. Oh. Powder acrylic is try. Trần Quyền Nguyễn Anh Thư đi ha. Có gì inbox Alex thì Alex sẽ giải thích cho dễ hiểu hơn nữa, tại vì cái máy Alex gần hết pin rồi. Đó. Thì các bạn nhớ, và cái thứ hai là cái keo nhớ cho Alex á, khi xong rồi á các bạn activate tay number 3. Mà các bạn muốn á cái chai top coat của mình mà mau khô á thì Alex chỉ cho này. Thì nhiều người đợi lắm. Tại vì á khi xong rồi các bạn activate thêm một lần nữa, các bạn bỏ top coat. Bỏ top coat xong rồi các bạn bỏ cái đèn á, cái quạt cho nó khô 30 giây. Rồi 30 giây các bạn, nếu các bạn muốn cắt mà muốn nó đi luôn, có nghĩa là làm xong cỡ 1 phút 2 phút sau nó đi liền á, các bạn chơi thêm một cái lớp activate lên nữa. Xong các bạn quét nhẹ thôi nhá. Các bạn bỏ cái like cái lớp number 4 lên. Các bạn bỏ vô cái quạt trong vòng 1 phút thôi. Các bạn cho khách đi, các bạn rờ thử đi, nó có khô hay không? Thử ra lại nói đi. Tại anh đã thử rồi, nó rất là mau khô. Đó, cái mau khô không khô là nó cũng nhờ activate. Đó. Nên làm thử những gì Alex nói ha. Đó, thì những bạn nào đừng có ngại ngùng, tại vì Alex rất là open, Alex rất là friendly. Nên những bạn nào mà muốn, cho dù bạn không có mua Alex bột của Alex hay những người khác như Alex nói, Alex không có worry, tại vì á các bạn cứ hỏi Alex vẫn hết mọi người. Đó, nên những bạn nào mà ủng hộ Alex cảm ơn rất là nhiều, đó mình rất là nhiều. Đó rồi vậy ha. Rồi Ngọc Kim, mà những bạn nào muốn mua thì có inbox cho chị Justine ha. Thì cái set bột này nó có limit thôi và được tặng 7 chai lovely gel. Đó, vậy là xong rồi ha. Bye mọi người.